Sao Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Em lên sóng phục vụ các bác một con máy điều hòa một cục của hãng Haier. Cái con này thì trên máy của nó có cái phần tăng giảm nhiệt độ cài đặt. Đấy. Rất dễ dùng. Ví dụ các bác muốn 25 độ C nó ngắt thì các bác bấm 25 độ thì trong phòng của mình đủ lạnh 25 độ C thì cảm biến nó nhận thì nó sẽ ngắt. Nó giống như điều khiển đấy. Con này thì không có điều khiển từ xa. Máy bản chất của nó thì có nhưng bây giờ về mình thì không có cái điều khiển đâu ạ. Nó có tăng giảm nhiệt độ cài đặt trên máy, dùng rất là tiện, dễ dùng, gọn. Thiết kế hình thức vuông vắn rất là đẹp. Công suất 8.000 BTU, chạy ngon lành cành đào. Giá em bán 3.800.000, chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp, bảo hành 6 tháng. Con này thì các bác có thể lắp bất kể nơi đâu cũng được. Lắp trên cabin ô tô, lắp trong phòng khách, phòng ngủ, những nơi không lắp được cục nóng. Đấy, di chuyển khắp nơi được. Thậm chí mình có thể bật mà mình ngồi trước nó để mình lấy cái khí lạnh. Rất là tiện. Thiết kế gọn gàng, hệ thống nước tưới tiêu tự tiêu nhé. Hệ thống nước tự tiêu các bác nhé. Đây là cái quạt té nước đây thì nó sẽ tự tiêu nước ở đây. Tưới tiêu tự tiêu nước luôn. Giá 3.800.000 bỏ 6 tháng. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.